Từ khi xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết nội tỉnh đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Mô, tới nay nhờ sự vào cuộc khẩn trương tích cực trong công tác ứng phó dập dịch và phòng tránh mà Yên Mô đang kiểm soát cơ bản dịch bệnh truyền nhiễm này. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người nhiễm virus và truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Thì sốt huyết thì nó đầu tiên nó biểu hiện là sốt, bệnh nhân sốt cao liên tục, sốt nóng, vã mồ hôi rồi khát nước rồi người mệt mỏi, không muốn đi đâu, không muốn làm gì. Ngày 23 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô có kết quả xác nhận ca bệnh bị sốt xuất huyết đầu tiên. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch. Tất cả các cái ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cũng tham gia cùng với chúng tôi để làm vệ sinh môi trường tổng trên toàn xã. Và đặc biệt là cái thôn mà có cái bệnh nhân đầu tiên của chúng tôi cùng với nhân dân phát quang bụi rậm rồi là tát cạn một số các cái bể rồi các cái dụng cụ chứa nước tổ chức phun phòng được cho coi như 50 hộ gia đình với bán kính khoảng 200 mét. Đối với những xã, thị trấn dịch bệnh chưa phát sinh, công tác tuyên truyền và các biện pháp dọn dẹp vệ sinh môi trường được đẩy mạnh. Nhờ kiểm soát tốt mà từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tới nay, huyện Yên Mô chỉ có thêm một ca bệnh xâm nhập từ ngoại tỉnh. Phần lớn người dân có ý thức tốt trong việc phòng chống dịch bệnh. Bản thân tôi là vận động con cháu là đêm là ngủ phải mắc màn. Cái thứ hai nữa là nhà cửa phải dọn gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh. Nơi ăn ở rồi là đi xung quanh mình cho nó phải sạch sẽ và thường xuyên là phải tiêu diệt muỗi. Chủ động công tác tuyên truyền, đấy, viết bài tuyên truyền phát thanh trên đài truyền thanh của xã. Hai nữa là các buổi giao ban đấy, của bí thư xóm trưởng thì chúng tôi cũng lồng ghép cái công tác tuyên truyền. Cứ ngày 29 hàng tháng thì là lấy cái ngày đó là làm cái ngày vệ sinh môi trường tại các đơn vị khu phố. Đấy, nên là hiện tại là bây giờ là cái nhận thức của dân là cũng đã có sự cải thiện rất là rõ rệt. Hiện đang bước vào thời điểm hàng năm thường bùng phát dịch sốt xuất huyết, cộng với thời tiết nắng mưa thất thường dễ dẫn đến dịch bệnh lây lan. Tới ngày 30 tháng 6, tỉnh Ninh Bình đã có 16 ca bị bệnh sốt xuất huyết ở 6 trên 8 huyện thành phố. Do đó người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan y tế để đảm bảo sức khỏe.